Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, Ngọc Anh sẽ tiếp tục review cho các bạn một cái model máy cưa lọc của Boss. Model này rất là chắc chắn, rất là lớn, rất là bự ha. Và đây là một cái model cũng có khá là lâu rồi của Boss. Và giống như là kinh điển như đó. Đây là model GST 80 PBE và nó có công suất là 580W. Ngọc Anh sẽ mở cho anh xem. Model này cũng có khá là lâu rồi ha. Và model này cũng là một kỷ niệm của Ngọc Anh khi mà lần đầu tiên Ngọc Anh làm đại lý chính thức của Boss và được Boss huấn luyện về sản phẩm, thì đây là cái model đầu tiên mà Ngọc Anh được ngồi gỡ nó ra và lắp ráp lại, lắp ráp lại từng chi tiết một. Trong đây là có hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và hướng dẫn đăng ký bảo hành. Thì các bạn mua hàng chính hãng của Boss thì các bạn nhớ đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở đây. Các bạn nhớ cào và đăng ký để đảm bảo cái quyền lợi của các bạn, cũng như là để kiểm tra cái hàng chính hãng. Và để đảm bảo mua được hàng chính hãng thì các bạn hãy đến những đơn vị uy tín, giống như là Nhịp Cầu Việt là một trong những số đó. Và Nhịp Cầu Việt là một trung tâm bảo hành ủy quyền của Boss ở Đồng Nai. Và các bạn là những anh em ở Đồng Nai thì các bạn mua hàng ở đâu cũng được, miễn là hàng chính hãng thì có thể mang đến Nhịp Cầu Việt để bảo hành ở gần ngã tư Amata. Ngọc Anh sẽ đảm bảo cái chính sách bảo hành cho các bạn. Ngọc Anh sẽ không có quan trọng là có mua từ Nhịp Cầu Việt hay không, mà quan trọng là mua hàng chính hãng là Ngọc Anh sẽ bảo hành theo đúng cái quy định của hãng và phục vụ các bạn y như khách hàng của mình. Các bạn an tâm ha, bạn an tâm về điều đó. Và đây là model máy. Đây là cái máy ha. Các bạn thấy là được đựng trong một cái hộp nhựa rất là chắc chắn và cái máy cũng rất là chắc chắn luôn ha. Rất là chắc chắn. Và ở trong này thì có một bộ ba cái lưỡi cưa ha, bộ ba cái lưỡi cưa, ba lưỡi cưa và một cái tua vít, một cái tua vít ha. Sẽ đóng luôn. Rồi đây các bạn thấy ha, con máy khá là chắc chắn. Và đây là model heavy duty ha. Model V Heavy Duty công nghiệp nặng và được bảo hành Boss bảo hành 12 tháng. Và còn gì nữa? Đây là thông số của máy ha. Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem. Đây là khả năng ha. Đây là khả năng của máy. Gỗ là tối đa tới 85. Gỗ tối đa 85. Alu là 20 và sắt là 10, sắt là 10. Và đây là cái tem, bạn thấy, bạn có thấy không? Đó, 580W, được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà rất là cứng cáp, chắc chắn. Y như hàng Đức vậy ha. Các bạn nhìn thấy ở đây, có một cái nút này. Đây chính là cái công tắc để điều chỉnh cái độ đá, đá lưỡi ha. Độ đá lưỡi. Đây là số 0 này, số 1 này, số 2 này, số 3 này.
các bạn sẽ chỉnh cái độ đá lưỡi nha. Và ở phía dưới này các bạn sẽ thấy được là cái mặt này mình hoàn toàn có thể dùng cái mũi lục giác này và mở nó để điều chỉnh xem cái góc, để điều chỉnh sang một cái góc theo mình mong muốn. Có thể xoay cái này ha. Đây, các bạn có thể điều chỉnh ha. 45 độ hay là 30 độ hay là 15 độ tùy theo cái công việc của bạn ha. Các bạn nếu như cần cắt đường 45 độ để rác lại thì các bạn để ở góc 45 này. Đây các bạn thấy nè. Đây các bạn thấy lại. Và đây các bạn sẽ giúp cho các bạn cắt được góc, cắt được góc 45 độ. Các bạn thấy không? Gần cái mặt này hoàn toàn có thể xoay được ha. Xoay, tháo cái lục giác ở dưới ra và xoay. Các bạn sẽ xoay nó trở lại ha. Vị trí không ha. Đó. Và đây là cái model mà khá là cổ điển. Và nó cũng gắn lưỡi theo cái kiểu cổ điển. Khi mà gắn lưỡi thì chúng ta phải sử dụng cái lục giác này, cái COVID này. Các bạn sẽ gắn lưỡi cho các bạn xem ha. Mình tháo ra một 3-4 tua gì đó và lấy lưỡi 3-4 tua là được ha. Mình sẽ cầm lưỡi để vào vị trí như này. Xoay ngang chuyển bớt các bạn thêm đây. Rồi, đã ok đó. Và mình xoay cái lưỡi vuông góc đúng cái hướng mà mình mong muốn. Xong rồi mình dùng tô vít xiết lại ha. Rồi ok, đã xịt lại xong. Sẽ vận hành máy cho anh em xem. Đây là Ngọc Anh đang gắn một cái lưỡi cắt kim loại ha. Cái cắt kim loại vào đây. Các bạn thấy ha, Ngọc Anh họ đang bóp nhẹ để các bạn thấy chuyển động từ từ của nó này. Rất là êm ái ha, tải động rất êm và công suất rất là mạnh. Sức mạnh rất là sức mạnh rất là khủng khiếp. Các bạn cái này nó khởi động rất là mềm ha, các bạn thấy không, nó khởi động rất là êm này. Khởi động rất là êm và bóp mạnh, công suất rất lớn. Với chiếc máy này, anh tin chắc rằng là các bạn có thể cưa tất cả những cái loại gỗ cứng nhất có thể và cả kim loại nữa. Cả kim loại nữa thì đây thì không phải là trở ngại đối với chiếc máy này, với công suất mà Ngọc Anh đang cầm trên tay. Các bạn có thể nghe thấy tiếng động cơ rất là mạnh rồi đó. Rất là mạnh, tuy nhiên rất là êm. Các bạn thấy nó rất là êm nè, chuyển động từ từ. Ta bóp thêm nữa. Rất là mạnh. Và ở dưới này ha, dưới này nó có một cái núm chỉnh tốc độ ở đây, cũng như là các bạn đều có thể làm việc thì có thể giữ clip trong tay này. Nói cho bạn này. Nói cho bạn này. Và nó buông tay, giờ bấm clip này ha. Bóp nhẹ nó ra, để thả nó ra. Đây là một cái model rất là mạnh ha. Rất là mạnh của Boss máy cửa lọ GST80 BPE
Như vậy là Ngọc Anh đã giới thiệu cho các bạn một cái model máy cơ động rất là mạnh của Boss, và tin chắc là nó sẽ đủ công suất để làm những cái việc mà các bạn mong muốn. Và các bạn cần cái model này hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía dưới, cũng như là bấm vào cái đường link website ở phía dưới. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Dịch Cổ Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.